Ra khỏi phòng thi, Bố lẻo đẻo cầm chiếc mũ cối chạy theo cô bé. Con làm bài được không? Có ôn trốn tí nào không? Liệu được mấy điểm? Cô bé không nói gì, chỉ quay ngoắt lại nhìn bố, mặt nặng mày nhẹ. Người bố im lặng, nhìn cảnh hàng người dạt bên đường, tưởng chừng như cái nắng tháng 6 đã sấy khô cả ngần ấy sinh thể, lại nhớ mùa thi năm ấy, cũng nắng oi ả, nhưng không gay gắt như bây giờ. Bố thấp thỏm ngoài cổng trường, cố kiễng chân sau đoàn người tìm con. Lúc thi xong, con cũng mệt, chẳng muốn trả lời, nhưng vẫn thử khích lệ mình và cả bố. Con làm cũng được, chắc sẽ không trượt đâu bố. Thế là bố quên hết cả lưng áo ướt sũng mồ hôi, quên hết cả cái nắng làm da bố đen sạm cả đi, cả nỗi lo ứa trong khóe mắt. Trên đường về, bố không nói, nhưng con còn lạ gì, trong lòng bố còn lo lắng hơn cả con. Ngồi trong phòng thi, áp lực một thì thời gian trông chờ bên ngoài của bố còn đằng đẵng gấp 10. Ai bảo chỉ có các con vất vả ôn luyện. Nhiều đêm, bố cũng thức cùng ánh đèn phòng học của con, cũng nằm đọc lại bảng tích phân, bảng logarit, rồi những công thức lằng ngoằng dằn dặt. Chỉ có điều, mắt bố đang mờ, trí nhớ cũng chẳng còn đủ tốt để định hình về bao nhiêu thứ ấy. Bố toàn tâm, toàn ý lo cho con, thế cũng đủ gian nan đoạn trường rồi. Nếu chúng ta có kém cỏi, đó là lỗi của chúng ta. Đừng đổ thừa cho bố đã không dành nhiều tiền của, thời gian cho mình. Cũng đừng đói vì khi xưa bố cũng đâu có tài giỏi gì hơn ai. Bố không tài giỏi, bố khắc khổ mà chúng ta vẫn được nâng lên mạnh khỏe yêu đời, thì chắc là bố có một phép màu kỳ diệu nào đó. Nếu bạn tài giỏi thì đó là may mắn của bạn. Đừng tự cao còn hơn cha là nhà có phúc. Bởi sinh ra và nuôi lớn một người tài giỏi, bố còn vĩ đại hơn gấp vạn lần. Khi chúng ta thành công, hàng trăm người tung hô cho niềm vui ấy. Nhưng cũng đừng quên, bố đang khóc vì tự hào. Khi chúng ta thất bại, trắng tay hay cơ cực, tất cả đã rời bỏ ta. Đừng quên nhé, bố vẫn ở phía sau, quay mặt khóc vì thương con.